Vâng, chú bảy chú cho biết thì cái phân con lười của mình đó, mình sử dụng với cái phân khác mà chú đang nhổ, thì có bụi nào bụi phân con lười đó chú Này là phân phân rồi nè, bên đây là mà mẫu ruộng tôi nè, bạn? còn bên đây thì mẫu ruộng Phân khác, của anh phân Sáu khác. tôi nè, là này là Phân phân khác, có cái hai cái đó. như hai cái là nó khác nhau hơn, này là dài phân lười nè, Bộ là bộ rễ, rễ của nó bộ nè, rễ thân nó bộ nè, thân nó cứng chắc không? Bộ bắp luôn. nó thân cao luôn, con này à. Nó trên lợp À. nè. Đây đây là phân khác ha. Phân khác là phân là Cái thân là thân nó cho ra chú thấy hai cây thấy không? Cây này phân lười bự nè. thân lười Đó, còn này đây là cái phân khác nè. phân khác Cái thân nó nhỏ nó bé nên từ cho ra thân từ thân tới từ lá đều bé nhỏ hơn hết. Bộ rễ nó phát triển cũng ngắn khác thôi, đó cũng nè. ngắn của lười nè. Lười à. Đó, còn này là phân khác, cái bộ rễ nó đâu phát Đó. triển mạnh hơn đâu. Đó, đó là cho đây. Nó tốt Chú thấy sung cái đó. hiệu quả của phân của lười đó là nó Là rất thấy nó là kỳ đạt chưa? đó. Đó là chú làm đây mấy hai phân lười chú ơi, vụ Nên này là hai vụ rồi. nhưng vụ này làm mấy mẫu phân Vụ lười này là làm 6 mẫu. con lười hết ha, Lùi hết. thấy hai cái nó khác nhau rõ ràng không? Đây là đây phân khác nè, Nè, nó còn đây khác phân rồi khác, bạch bạch. còn còn nó là phân lười á. Lưỡi rễ của nó là. Con này rễ có đâu có gì đâu. Mình thấy thực tế, đây thực tế trên miếng ruộng đó, mình coi so sánh cái phân lười với cái phân khác, hai cái là nó phát triển khác nhau rồi. Còn mấy đem gì tưởng làm thân nó nữa nè, ý mà chưa ấy hơn cái này, đồng đồng sống bự chót Tức đồng nữa là thân nó càng càng bự càng cứng, cái bóp nè cứng nhắc không. khác này của ơi. Hôm nay là thực tế để chú đối chứng phân tích coi cái phân lười với phân khác ha, theo phát triển nó rõ hơn. Cảm ơn chú nha. Rồi.